Tin giáo phận Phú Cường Thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Phú Cường Lúc 8 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2021, các tín hữu của giáo phận Phú Cường và những người quan tâm đều hướng về nhà thờ chánh tòa để chung chia tâm tình cùng Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước trong thánh lễ truyền dầu. Thánh lễ truyền dầu được tổ chức vào buổi sáng thứ năm tuần thánh. Đức Cha Giuse cùng linh mục đoàn đã hiện diện đầy đủ để thể hiện sự hiệp thông. Sách lễ Roma nhấn mạnh, hết sức có thể mọi linh mục phải tham dự thánh lễ này và rước lễ dưới hai hình trong thánh lễ. Đó là dấu chỉ hợp nhất giữa các vùng miền khác nhau trong giáo phận. Mở đầu thánh lễ, cha An Tôn Hà Văn Minh mời gọi mọi người cầu nguyện cho các linh mục nhân ngày kỷ niệm khai sinh chức linh mục. Kinh tiền tụng trong thánh lễ còn cho chúng ta thấy chức linh mục ban cho dân và vì dân. Do đó, thánh lễ truyền dầu còn được xem như sự hiển linh của giáo hội, thân thể của Đức Kitô. Vì thế, thánh lễ này không nên coi là lễ của các linh mục, nhưng còn là lễ của đoàn dân tư tế. Chính vì thế, hiện diện trong thánh lễ, chúng ta thấy đông đảo mọi thành phần dân chúa. Trong bài giảng, Đức Cha Du Xe nhấn mạnh nhắc lại ý nghĩa này. Linh mục được thánh hiến để phục vụ thân mình Đức Kitô đoàn dân tư tế. Chức năng tư tế, tiên tri và vương đế chỉ có ý nghĩa khi chúng ta bắt đầu nơi Chúa Giêsu Kitô khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu đã được sức giàu lãnh nhận ba chức vụ này để chu toàn sứ mệnh cứu độ Chúa Cha trao phó. Đó là phục vụ những người nghèo nhất trong giáo hội Và hơn ai hết Linh mục khi thực hiện nhiệm vụ này Trong sự hiệp thông và thuộc về Tiếp sau bài giảng Linh mục lặp lại lời tuyên hứa linh mục Với đức giám mục của mình Như một lời tuyên xưng và cam kết Trong sứ vụ mình lãnh nhận Phần quan trọng của thánh lễ truyền dầu Đó là nghi thức làm phép dầu Dầu thánh được làm phép hôm nay sẽ được sử dụng trong một năm của giáo phận. Trong cự ước, dầu thường được sức cho các vua, tư tế và tiên tri, những người được chúa chọn và sai đi. Trong tân ước, dầu sức cho dân tư tế phổ quát của Thiên Chúa. Linh mục được thánh hiến lãnh chức tư tế thừa tác để phục vụ cho đoàn dân tư tế phổ quát. Đức cha đã làm phép dầu dự tòng dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến dầu dự tòng viết tắt là os để sức cho người sắp rửa tội dầu dự tòng ban ơn nâng đỡ để người dự tòng có sức mạnh sống giáo huấn của chúa dầu bệnh nhân viết tắt là oi để sức cho người già người yếu người bệnh dầu bệnh nhân ban ơn nâng đỡ về phần hồn và phần xác để người bệnh già yếu mạnh tinh và chữa trị hồn xác dầu thánh hiến viết tắt là sc được xem là dầu quan trọng nhất dầu này được thánh hiến chứ không làm phép như dầu dự tòng và dầu bệnh nhân dầu thánh hiến dành cho người rửa tội thêm sức hay truyền chức thánh dầu thánh hiến còn được dùng trong nghi lễ cung hiến bàn thờ hay đền thờ Trước khi thánh lễ kết thúc, Cha sở An tôn Hà Văn Minh cảm ơn cộng đoàn đã quy tụ đông đảo cùng hiệp nguyện với các linh mục của Chúa trong ngày lễ đặc biệt này. Toàn thể cộng đoàn thể hiện sự tri ân nhau bằng tràng pháo tay nồng nhiệt. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10 giờ sau khi nhận phép lành từ Đức giám mục.